gần chục chiếc. Vâng, lồng tơ ấy. Trong đấy xong hết rồi nhưng ăn cái cám khác, bây giờ ra ăn cám hiền. Vâng, đây trời đang đánh, đây cũng tít mù đây. Hôm nay cho con cho con dài ở nhà cho nghỉ. Mang hai con đi, con này thì con mới bắt cả cái con Hòa Bình đi. Cụ Hòa Bình đứng đằng sau cứ cháy rực rỡ. Sướng. Cụ Hòa Bình thì kiểu đi mà mang cùng con dài đi là nó kiểu là hot, nó kiểu như không khác gì kiểu con em gặp con anh ấy, hot một lúc rồi nó kiểu có con nọ sẽ xịt đi ấy, kiểu thế. Không, ở nhà kè thì còn phang nhau nhiệt nhưng cứ đi kiểu như đi là thứ nhất là xe xiếc ô tô xe máy rồi nhiều cái thứ nó sợ nó tác động vào ấy. Xong rồi một con nó cứ lổ trong choang thì nó sợ, chứ con ở nhà cứ hai con mà kè solo cạnh nhau phát là cũng đem suốt đánh nhau luôn đấy, nhưng nếu mà đi là nó không không đánh nhau được, nó sợ. Đây đi. Đây đang xách không, vẫn phải xách cả hai đi đấy. Con nào? Được, chết, chết rồi. Đã được bổ ấy. Sập đi bèo sút cho chết bổi giờ. Con bổi này nó cứ về cái nó xoay, cứ xoé đuôi nó giật giọng giọng thì tương đối là ít, không ra giọng mấy nhưng đuôi thì cứ vẩy vẩy các kiểu mà đuôi nó cứ xòe đấy. Giờ thôi rồi em ra cỡ bổi nhá. Và đang ché này, Bách Thanh đến cũng ché hồi kinh điển. Chủ cũ bảo là Bách Thanh nó cũng ché đấy.